À, chào tất cả các Thu Lịch và các anh chị em đang theo dõi cái Dung. Lúc này trong đời của Hương còn nói với nhau rằng là lên Thu Lịch quốc gia thì không phải cụp mic, nhưng mà hóa ra thì cũng phải bật mic để được cụp mic. Và thực rất là biết ơn vì ngày hôm nay Thương đang được hiện diện ở đây với danh hiệu mới, có thể gọi là đã đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia để Thương có mặt ở đây. Và Thương sẽ chia sẻ cái câu chuyện của mình để truyền cảm hứng và cũng làm cho mọi người tỉnh cùng một tí để chúng ta tiếp tục với những cái câu chuyện mới. Thế thì bạn thì Thương là thực sự xin phép giới thiệu về mình, bởi vì Trần Dung có nhiều người mới chưa biết về Thương. Thương tên đầy đủ là Lê Thị Thương, năm nay Thương 38 tuổi, Thương là người Hà Tĩnh, và trước đây Thương là một giáo viên dạy tiếng Anh và cũng là một cái người mà đã là từng làm kinh doanh online, cũng có rất là em ta khát khao của Thương mạnh mẽ, đó là khát khao về tự do. Và đầu tiên Thương đến với Siguri là cái câu chuyện sức khỏe, và đến cái giây phút này thì Thương Siguri đã cho Thương tất cả mọi thứ mà Thương khát khao từ bấy lâu nay. Cái câu chuyện lên danh hiệu Thu Lịch quốc gia với Thương là phải gọi là nó rất là nhiều cái cảm xúc, và với đường của Thương cũng vậy. Đến bây giờ cái dòng của Thương nó vẫn chưa trống trở lại, và sức khỏe của Thương thì mọi người biết rằng là đôi của Thương có nói với nhau một câu là nhà vô địch á, tuê thương phải là nhà vô địch. Đôi khi chúng ta để vượt ngưỡng, chúng ta chấp nhận tuê thương một tí để trở nên vượt bậc, thì chưa bao giờ Thương xuyên đích mà nó bất ngờ như cái lần này. Cái tháng này là cái tháng mà với mọi người là cô hồn, là Covid đúng không? Và bản thân Thương á, tháng này là nhà Thương sửa nhà, nhà Thương sửa nhà, và mọi người biết là sửa nhà đấy đục đẽo cả ngày, ồn ào và bụi bặm, gần như Thương không không dùng, thì có buổi tối Thương có dùng về đội ngũ thôi, buổi ngày Thương không làm gì được cả, kết nối với người, với tư vấn viên, với người mới cũng rất là ồn ào như thế. Và Thương có lúc này có bạn Hồ Thị Thương ấy, mà chia sẻ rằng là tháng này bạn ấy khát khao, bạn lên và bạn ấy muốn là làm cái món quà lại để chúc mừng cái tháng sinh nhật của Thương quốc tế. Thế thì Thương cũng ra quyết định là để khích lệ thúc đẩy bạn để bạn lên. Và ở sau sau cái quá trình mà khi 5 ngày, mọi người biết là Thương đã làm danh hiệu Thu Lịch quốc gia 5 ngày cuối tháng, một cuộc gọi trị giá 1 tỷ 550 triệu của Thu Lịch Phạm Thị Huyền là người hướng dẫn của Thương. Một cái buổi chiều chị Huyền gọi điện cho Thương, và trong cái câu chuyện thì chị Huyền đã ra quyết định hồ Thương, khích lệ Thương, truyền cảm cho Thương, bảo Thương lên Thu Lịch quốc gia đi. Thì khi đó là cái này nó rất là tương tự cái thời điểm mà Thương lên cấp 8, cũng là Thu Lịch quốc gia Hoàng Mai, cũng là một cái tin nhắn 4 giờ sáng bảo là chị lên nhà tư vấn chuyên nghiệp đi. Thì bây giờ một lặp lại một lần nữa là Thu Lịch Phan Huyền đã truyền cảm cho Thương. Thì lúc đó Thương cũng cảm thấy cái gì trong một cái cảm xúc trong người nó là khó tả, và Thương tự nhiên Thương thấy thích, và Thương nói với chị Huyền là hay là em lên Thu Lịch quốc gia. Thế chị Huyền cứ truyền cảm hứng, và Thương ra quyết định. Thương ra quyết định bắt đầu Thương họp lại cái nhánh thứ năm của Thương ấy. Và cái nhánh của Thương năm của Thương thì các bạn ấy, Thương phải nói thật sự là Thương lên cái danh hiệu này á, thì Thương không có cái gì gọi là tài năng cả, mà có hai cái từ của Thương, đó là may mắn và lì thôi. May mắn bởi vì là đội ngũ ủng hộ hết mình ấy, gần như các bạn ủng hộ, và các bạn khát khao thật sự ấy, các bạn khát khao để có một cái danh hiệu Thu Lịch quốc gia, có một cái chiếc xe này về cho đội ngũ, và các bạn khát khao và những cái danh hiệu mà để gọi là đập tan đi cái niềm tin hạn chế trong tất cả các anh chị em ấy. Và Thương đã ra quyết định khi sau khi họp lại cái nhánh thứ năm và các bạn đã đồng lòng. Thế thì mọi người biết không, qua đây, qua cái câu chuyện đầu tiên của Thương, thì mọi người biết biết rằng là thủ lĩnh cũng cần phải được thủ lĩnh, cũng cần phải được người hướng dẫn của mình ra quyết định. Cho nên nếu chúng ta đang làm việc đội nhóm với nhau mà chúng ta có người hướng dẫn mà ra quyết định hộ chúng ta, hướng dẫn chúng ta rằng em ơi tháng này em làm các 4, các 5, các 6, các 7 đi, thì việc của chúng ta là hãy follow tuyệt đối. Ưu điểm của Thương, Thương có một cái ưu điểm rất là rõ nét của Thương mà mọi người chỉ cần học được cái ưu điểm này, kiểu gì cũng cũng thành công này, đó là ngoan. Thương nhận thấy đặc điểm của Thương rất là ngoan, lần nào thủ lĩnh nói với Thương làm danh hiệu gì là Thương đều ngoan và chấp hành cái danh hiệu đó. Và lần này thủ lĩnh Phan Thương cũng thế, làm danh hiệu thủ lĩnh quốc gia, mọi người hình dung là Thương không phải làm một nhánh, mà Thương nhận làm n nhánh, nhiều nhánh, nhiều hơn một nhánh, mà Thương làm trong 5 ngày, phải gọi là nó đòi hỏi cái sự chung tay, cái sự đoàn kết, và đặc biệt đó, là phải gọi là Thương qua cái tháng này, Thương nói rằng là cuối tháng làm danh hiệu vượt ngưỡng ấy, nó không có chỉ là gọi là cân điểm mà gọi là cân bản lĩnh như cả nhà, đủ bản lĩnh đầu tiên là ra quyết định,
đủ bản lĩnh để mà bám đích, để giữ cái tinh thần cho anh em. Và trong cái quá trình 5 ngày vừa rồi ấy, có những dao động của thuyền trưởng của mình ấy, dao động có những người có những tiếng nói nhỏ, có những su ba lui, có những cái khó khăn, những cái rào cản nó ấp đến bất ngờ liên tục liên tục liên tục. Và chúng ta biết rằng là trong cái quá trình, cái hành trình để mình tiến đến đích, cái hành trình mình tiến đến mục tiêu của mình ấy, không có con đường nào bằng phẳng cả. Nó thường thường xem nó như là những cái đồ khó, nó sẽ những cái khó khăn nó sẽ làm tăng cái độ khó cho game và làm cho cái cuộc chơi của mình nó trở nên là hấp dẫn tốt. Và giống như gọi là người thuyền thuyền trưởng ấy, mà gọi là những cái khó khăn giông bão để mà thử thách cái tay lái của người thuyền trưởng. Và bản thân thương cũng thế, có những cái khi mà những cái tiếng nói nhỏ rất là nhiều của thuyền dưới và những cái khó khăn nó bất ngờ nó xảy ra, và mình bản thân mình leader, bản thân một nhà lãnh đạo là phải năng lượng hơn, có niềm tin tuyệt đối vào cái mục tiêu, cái quyết định mình ra để giữ tinh thần cho đội nhóm, kể cả khi họ buông tay rồi mình cũng phải vực họ dậy, kéo họ lên và đi tiếp. Và chúng ta chỉ cần có bản lĩnh đó thì kiểu gì chúng ta cũng về đích được. Và trong đội ngũ của Thương ấy, ngoài cái câu chuyện lúc nãy của Hồ Hương chia sẻ về một bạn F0 điều trị mà vẫn về cao bốn ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì còn có một bạn nữa, đó là bạn Đào Thị An. Bạn ấy là tháng trước chỉ là người tiêu dùng thôi, bạn bắt đầu quyết định là tháng trước là học hành và tháng này bắt đầu tuyển dụng, mà cuối tháng là con của bạn có vấn đề sức khỏe phải đi viện mà phải chuyển lên tuyển trên, mà ở trong bệnh viện mà bạn đã vượt ngưỡng xiên đích cả 6 vào tháng đầu tiên luôn. Và đấy chính là những cái con người mà thực sự tuyệt vời, mà bản thân Thương mà Thương không lên được, Thương cảm thấy rất là xấu hổ với những cái con người như thế. Cho nên là qua cái câu chuyện này Thương muốn truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta rằng là một cái quan trọng nữa đó chính là cái đội ngũ ấy. Chỉ cần chúng ta có một cái đội ngũ đồng lòng, trên dưới mà nghe nhau, bảo ban chỉ dẫn mà thống nhất cùng đi một vector, cùng đồng lòng cùng tìm về một mục tiêu chung ấy, thì không có mục tiêu nào không có thể chinh phục được. Hay Và quá. khi mà chúng ta đó không không có một mục tiêu nào mà không có thể chinh phục được, và khi mà chúng ta đã gọi là đã dấn thân cùng nhau, đã bám đích và không bỏ rơi đồng đội đến phút cuối cùng á, thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ đích được. Ngày hôm qua mọi người hình dung là mở mắt dậy cái ngày cuối cùng á, là Thương Thương phải gọi là con Thương nói với anh chị em là Thương còn một một đống điểm, nhưng mà quyết tâm rằng là đã làm đến mức này rồi thì mình cần phải đạt được cái mục tiêu bằng bằng được. Và đội ngũ của Thương thậm chí là còn khá cao hơn Thương, cho nên là cái Thương có một cái tháng chưa bao giờ Thương Thương lên danh hiệu mà phải gọi là có nhiều cái câu chuyện, có nhiều cái sự xúc động ngày nay. Và mọi người biết không, ngày hôm qua đêm hôm qua là Thương và hai cái nhánh chuyên nghiệp của Thương đã thức đến 4 rưỡi sáng nay, đến 4 rưỡi sáng nay, và bắt đầu lúc đó mới đi ngủ và gọi video nhỏ, gọi liên tục, gọi liên tục để chia sẻ cho nhau với những cái cảm xúc, những cái cảm xúc, những cái cung bậc cảm xúc cái giai đoạn về đi. Cho nên chúng ta sống, Thương nhớ một cái câu của Thu Linh Quốc tế nói rằng là một lần để nhân gian hãy sống đời rực rỡ, chúng ta hãy dám ra quyết định, hãy dám dấn thân, hãy dám vượt ngưỡng, và nguồn lực nó sẽ về theo cái mục tiêu của mình. Chúng ta đừng sợ gì cả, vì ở đây là chúng ta, một là chúng ta thắng, mà hai chúng ta là không có gì, không có lý do gì mình không ra quyết định, không có dấn thân. Và chúc cho tất cả anh chị em đội của chúng ta tháng 9 này hãy mạnh mẽ hơn nữa, ra quyết định hơn nữa để giúp đỡ nhiều người, rất nhiều người đang cần sản phẩm CD của chúng ta, rất nhiều người đang cần cơ hội kinh doanh thông minh của chúng ta. Và chúng ta hãy làm nên một Việt Nam đầy tự hào, để khi mà chúng ta có cơ hội hết dịch, chúng ta đi sang Saint Petersburg, chúng ta mặc trên trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, chúng ta tự hào mình là những người Việt Nam rất là tuyệt vời. Rồi tôi xin hẹn bạn dừng lại chương chia sẻ tiếp theo. Xin cảm ơn Thủ lý đã cho tôi chia sẻ. Wow, chúng ta hãy dành một tràng hoa tay thật lớn cho thủ lĩnh quốc gia Lê Thị Hương ạ.